đó phải rồi. Tao đang ghép lên, mày lên nó mát. Ủa, mày chịu rồi gì? Vòng vòng ra ngay đó, mình kiếm cho nó ghé ra đó, đứng không mát ai. Xích đằng kia đây nè, có chỗ đậu nè. Đây nè, lần quẹo, quẹo quẹo quẹo. Phải quá trở lại sao rồi. Ồ, quá trở lại. Có xe mà kiến hậu. Trước kia luôn em. Đầu cặp chứ 16 luôn. Cặp luôn. Giữ cái lên trắng đây, mình lấy vô. Ừ, sát cái mấy trắng ngoài cho nó mở cửa. Rồi, cho mở cửa ở đây. Rồi, thôi. Thắng hồi nãy đòi nhà tới cầu 3 tháng 2 cho nó xuống nó nhảy cầu về. Rồi nhảy xuống đây. Ê, nó biển nè. Thank you.
tập lái xe kiếm biển không? Còn nội cọp thì chạy xe mà kiếm cống điều hạn. Mày phải đi xa mình mới nâng cao tay nghề đúng không? Còn mấy người ta tập trung lại đủ rồi đi chuyến Hà Nội về ghé vô thi luôn. Được hả? Hôm nay là đặng ông đưa gọi mà. Vậy là ông này với ông này kêu chung hả? Đấy, kêu không? Chạy nào uống lấy cho ông luôn đi. Ai uống hay không đây? Đây uống không? Lấy luôn đi. Rồi đây uống không? Dạ, đây uống phê kìa. Nãy giờ nó rủ nhậu dốc chân là đang ơ sao nhậu. Quậy quá trời quậy rồi mất ơi. Đòi đi bán cá chả chiên với bà đó nè. Cầm vô ông kia. Làm gì mấy mày bu ở đó vậy vậy? Vô mà nó để đập động nó mình đi tập. Sao nó đang mới mãi cục đá đi mà tập động nhau chết rồi. Mấy bạn đi học lái xe nhiều nhiều đi, mình đi Gạch Giá, Cà Mau, rồi Cần Thơ, rồi tùm lum hết trơn á. Lần sau đi Đà Lạt luôn. Đi Đà Lạt không bệnh ơi, đội đi Đà Lạt dữ rồi nè. Nước giả, ba nước đi thuốc rồi về uống thì mặt đâu chém. Nó đêm nào nó không ở đây tới 2-3 giờ sáng. Ủa,
bữa đi học rồi, bữa trước nó ở đây tới 20 giờ đó. Cô đâu cô nãy nhỏ kìa hỏi nó tên vậy, nó tên Út mà kêu cô hoài. Hỏi tên. Nhỏ xe nãy hỏi nó tên gì mà nó dòm qua dòm lại coi có ai không, nó tên Út. Sợ mà phải chọc. Dòm qua dòm lại thấy không có nào nhưng nó tên Út. Để xe rồi luôn. Không cho tôi cứ ra đây nó quay cái đó về mà muốn là nó chạy xe cạnh đường hết cả. Ở gắn quay đi cung. Đang tập đó, cô đang tập đó. Ủa còn tao mới đẩy lại mở hàng gặp cọp chiều nay nó non. Em ơi, em đừng cái đâu nãy thấy mặt nó cọp đó, coi chừng nó thấy em đẹp quá thành em luôn đó. Nó dốc đâu cầm giờ mình mua không biết cách mài lỡ đâu cũng ra chịu. Nó cầm 10.000 mà nó không mười ngàn mà đâu mua nguyên cục đâu, mua nguyên cục đó ghê là chết làm như tiền đô em mà cái... nó thấy em đẹp quá nè em gái ơi, cọp quá em mà bán rồi nó mua em luôn á. Dạ cái thùng nước với em là nhiêu? Không tí rồi mua bán người, mua người luôn mà người không bán thì sao không mua câu vô giá anh cũng chưa có vợ đó để cho anh đi đây tới tối luôn á. Anh mà kêu tên cu cái nó bỏ xe ngồi đó. Đứng thôi chứ để con Út con Út ngang qua cu ngang Út à. Người là vô giá tức là không có giá nào mua nổi á. Đúng rồi anh cu nha. Không, kêu là con trai người ta mua trước cho hai trai rồi mấy anh em kia nó mua nữa, không chịu nha. Đi trai. Lúc nhìn mặt đang ngay. Thì chứ mấy cái dân lộc gõ trang này cho cái người nó mua hết luôn. Tao thấy ghê, thấy nó mua hết luôn luôn, mai nó bán trộm với nó nào. Cái nhà nước có 15 tuổi à. Rồi nghe. Trả tiền ai không cầm. Trả đâu có mua đâu có đâu.